Tôi tình cờ được biết còn có một bản kết quả giám định ADN gốc mà kết quả của nó không giống như kết quả được công bố ở nhà họ Cao hôm trước. Trước khi quay trở lại trung tâm để xác minh, tôi muốn hỏi chị có biết việc này không? Anh Vũ, chuyện này là thế nào? Hôm nay là ngày gì thế này mà ai cũng quên phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào phòng người khác. Có những tình huống phép lịch sự chẳng để làm gì cả. Anh Vũ, chuyện như thế nào? Nói! Là do tôi tắc trách ạ. Hóa ra cái kết quả giám định ADN hôm trước công bố ở nhà họ Cao không phải là bản gốc. Tôi đang cố liên lạc lại với cả trung tâm để xác minh lại xem thế nào. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi chị Cúc là chị có liên quan gì đến việc này không ạ? Việc này chủ tịch giao cho tôi phải có trách nhiệm. Có đúng như thế không? Tôi nghĩ việc này anh chị nên giải quyết với nhau trước khi đến tay chủ tịch. Tôi xin phép. Thì ra tất cả mọi chuyện này là do cô bày đặt à? Khốn nạn thật. Luôn là cô, mãi mãi là cô bày trò ra với tôi. Cô nói cô là người dám làm, dám nhận cơ mà. Đúng, tôi làm. Tôi làm thì làm sao? Tôi bảo vệ những thứ mà tôi đã gây dựng. Tôi gìn giữ cái trật tự này, mặt mũi của công ty này, để không bị ảnh hưởng bởi những lũ con hoang của anh. Chúng không phải con hoang, chúng là con tôi. Là con tôi, cô hiểu không hả? Anh đừng quên, anh đã từng không thừa nhận chúng đó. Những đứa trẻ được người đàn bà ấy nuôi dưỡng thì nhân cách tốt được bao nhiêu. Vậy còn cô? Chắc cô nuôi các con cô nhân cách cũng tốt lắm hả? Cũng tử tế lắm phải không? Cách đây mấy năm, con Ngọc nó gây chuyện lớn, cô phải vội vã đẩy nó đi nước ngoài để tránh ầm ĩ. Này, cô không đủ tư cách để nói với tôi. Anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng đừng hòng động đến các con của tôi. Anh đừng quên, con Ngọc nó nổi loạn là do anh, do một người bố khốn nạn như anh. Phải, tôi khốn nạn đấy, nhưng tôi khốn nạn là do cô, là vì cô, cô hiểu không? Tôi báo cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô lộng hành mãi như thế này được đâu. Cứ chống mắt lên mà xem. Mẹ em sao rồi? Sao mọi người nói mẹ em chú Vụ mới gặp bố em cãi nhau trong này? Rốt cuộc là có chuyện gì? Để em vào gặp mẹ em. Mẹ em không làm sao hết. Để cho cô nghỉ ngơi.